Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Suốt thời gian qua, showbiz vẫn chờ mong kết quả từ vụ việc tranh giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Đã có quá nhiều cú tweet nổ ra, dân tình hoang mang tột độ, còn hai nhân vật vẫn không chịu đưa ra phản hồi cụ thể. Theo lịch, đáng lẽ ra vào ngày 20 tháng 4 đã có thông báo về việc ai sẽ giành được quyền nuôi hai đứa con cặp đôi nhờ người đẻ thuê là Luca và Luna. Vậy nhưng cho tới tận bây giờ chưa có trang báo nào thông báo tình hình. Vậy nhưng vào tối ngày 25 tháng 5, một tài khoản có tên Từ Chi Hạ đã có bài viết ngắn bất ngờ tiết lộ kết quả của phiên tòa thứ ba. Trên Weibo, người này viết: "Mọi người đừng nhắn tin nữa, tôi không còn ở Mỹ, đã sớm trở về Trung Quốc rồi." Phiên tòa lần trước chỉ là họp online mà thôi, vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên thẩm phán, quan tòa và các đương sự đều được bố trí phòng họp riêng biệt. Mọi người không cần phải giúp Trịnh Sảng thanh minh gì đâu, đơn giản là vì cũng không có gì cần làm rõ, kết quả tốt đẹp nhé. Được biết, Từ Chi Hạ là một fan trung thành của Trịnh Sảng, có tới 140.000 lượt follower và được đánh giá là nguồn tin uy tín. Lời nói cuối, kết quả tốt đẹp nhé của Từ Chi Hạ dấy lên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Trên thực tế có 3 kết quả rất có thể xảy ra. Thứ nhất là cả hai được quyền nuôi chung hai đứa con. Thứ hai, mỗi người có quyền nuôi một đứa bé. Người còn lại có quyền chăm nom. Thứ ba là Trương Hằng giành được quyền nuôi cả hai đứa bé. Ở một diễn biến khác, một tài khoản thuộc nhánh của studio Trịnh Sảng gây bất ngờ khi thay đổi ảnh đại diện là hình nữ diễn viên lúc nhỏ. Vì điều này mà Cnet cho rằng rất có thể nàng bối Vivi được quyền nuôi bé Luna. Trong khi đó, Cnet đang kháo nhau về việc Quảng Điện phủ nhận ra lệnh phong sát Trịnh Sảng. Trên mạng xã hội, nhiều người truyền tay nhau một văn bản có ghi không hề có lệnh phong sát nữ diễn viên Trịnh Sảng. Trong văn bản cũ, phía Quảng Điện lên tiếng gay gắt chỉ trích hành động và đạo đức của Trịnh Sảng nhưng hoàn toàn không hề nói rằng sẽ phong sát cô. Chính vì vậy, rất nhiều người chờ đợi xem liệu rằng Trịnh Sảng có thể trở lại showbiz được hay không. Netizen nhận định rằng dù không có phong sát thì hình ảnh cũng như sự nghiệp của Trịnh Sảng đã bị ảnh hưởng nặng nề, rất khó có thể quay lại làng giải trí. Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết Trịnh Sảng sắp tái xuất. Lý do là vì phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã hé lộ nhiều uẩn khúc, cho thấy Trịnh Sảng không nhẫn tâm như những gì Trương Hằng vạch trần và bản chất của họ Trương cũng chẳng tốt đẹp gì. Bên cạnh đó, tài khoản Weibo của Trịnh Sảng bất ngờ lấy lại được chứng nhận diễn viên sau khi bị mọi nền tảng tước bỏ danh phận và cấm ngôn đối với nữ minh tinh đình đám một thời. Hàng loạt động thái này khiến dân mạng tin rằng Trịnh Sảng có khả năng trở lại showbiz. Trước đó, trên các phương tiện truyền thông chính thống đã đăng tải ca ngợi Trịnh Sảng là đại sứ từ thiện của God Fan. Fan Trịnh Sảng cũng từng đưa ra những công bố chứng minh rằng cô nàng không hề bị phong sát. Dù khẳng định Trịnh Sảng không hề bị phong sát, nhưng cũng chính fan hâm mộ lại bày tỏ thần tượng sẽ không trở lại giới giải trí. Theo bài đăng của trạm fan lớn, Trịnh Sảng cho biết, chính cô đã nói trước tòa rằng mình không có kế hoạch quay lại công việc diễn xuất mà sẽ toàn tâm toàn ý lo cho vụ kiện giành quyền nuôi con. Mọi thông tin về sự trở lại của Trịnh Sảng chỉ là tin đồn. Chừng nào vụ kiện về quyền nuôi con chưa được giải quyết, cô ấy sẽ chỉ tập trung về hai đứa trẻ. Đồng thời, trạm fan này cũng đưa ra lời nhắc nhở đến fandom rằng nên thận trọng những lời nói và việc làm, không nên tung tin đồn thất thiệt về Trịnh Sảng. Có thể nói, scandal con cái giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng là một trong những bê bối lớn nhất của showbiz Hoa ngữ năm 2021. Có vô số thuyết âm mưu đã được đưa ra xoay quanh cặp đôi lắm thị phi này, khiến dân tình ăn dưa mệt nghỉ. Theo một bài viết trên trang Sohu, Trương Hằng và Trịnh Sảng kỳ thực người tám lạng kẻ nửa cân. Thế nhưng so với Trịnh Sảng, người bị coi là ác độc, máu lạnh trong mắt công chúng là CEO dởm Trương Hằng, còn xảo quyệt hơn nhiều khi nói dối hết lần này đến lần khác. Sau khi thua vụ tranh chấp vay nợ 20 triệu tệ, tương đương với 70 tỷ đồng, Trương Hằng liên tục tung ra các bài viết dìm Trịnh Sảng, quyết giành được quyền nuôi nấng hai con nhỏ. Thực tế, Trương Hằng không định trở về Trung Quốc mà muốn nuôi con ở nước ngoài để vừa lấy được tiền cấp dưỡng từ nữ thần thanh xuân, vừa có thể trắng trợn không trả lại khoản tiền 70 tỷ đồng kia cho tình cũ. Tuy nhiên, kế hoạch cái bẫy của Trương Hằng chắc chắn sẽ khó mà thực hiện được khi Trịnh Sảng mời được luật sư cao tay, lật tẩy sự lươn lẹo của anh trên tòa án. Chúng mình là Hóng Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!